mới sinh con à, cho nên nó sẽ rất là dữ, sẽ bảo vệ con đó. Nên Vương cũng không dám lại gần, nó chỉ là đồng bọn của nó là sẽ hút Vương. Có con trâu đực ở lườm lườm sẵn kìa, thấy không? Nhìn thấy nó đầu trâu mặt ngựa, nhìn thấy xỏ lỗ tai đồ này nọ, rồi xỏ lỗ mũi rồi nọ các kiểu thôi, nói anh về quên đi. Bài trâu của Vương đây, trâu này thì nó không biết đi cày các bạn, con này Vương nuôi nó hỏi bằng cẳng cái à, giờ nó bự vậy nè. Con này dễ thương, con này là trâu nước Việt Nam mình nè, con này là con trâu đực, con này cũng là giống trâu Việt Nam mình luôn, nhưng mà chắc là giống trâu cao nguyên mấy bạn. Bison, Vương nói cái giống này rất là nguy hiểm mấy bạn, người ta ít nuôi lắm, chỉ là nó sống ngoài thiên nhiên tự nhiên thôi. Mỗi năm ở Mỹ là đều có vài người chết vì cái giống này á. Thì mấy du khách đồ này nọ không biết con này, nhìn thấy nó lù khù chậm nha mấy bạn, nhìn vậy thôi chứ tới chừng mà nó ủi một cái là bò tót á, bạn chạy không kịp với nó luôn á, nó chạy nó dí rất là nhanh luôn, nó hung hăng lắm, nó hất một cái là văng mấy mét là rớt xuống là chết á.